chị nhìn mấy anh kiểu là mặc quần xong rồi là mặc thêm cái quần nữa ấy. Mặc quần đùi xong lại mặc quần tất. Dài. Mặc quần đùi xong mặc quần dài á? À? Nhưng mà cái đấy không phải, cái đấy là cái gì chân ấy. Em ơi. Em ơi, đứng sau bạch đi. Nó nằm mắt thế nào? Xách ra đây. Cầm đi. Chân xanh nữa mà. Đặt đây này. Đặt dưới chân đây. Mấy anh ngồi dừng ra mà. Phải lại này. Đã là điện thoại mày này. Stream đi, lại đi. Về tao chụp ảnh, một tay tao chụp ảnh, một tay tao like. Bạn cái bạn like. Vâng. Thầy à, nhập ảnh giá đó. Điện thoại lên chụp ảnh á. Nhập ảnh giá quá. Thắng chưa? Đang chuẩn bị đánh chị Liên ơi. Trần Kim Liên, cô Liên à? Chán quá không ra xem được. Đang chuẩn bị đánh bán kết với trận đôi. Ngang ấy. Đứa nào lấy điện thoại về chụp ảnh ấy. Điện thoại mày nè. Ta để sao. Mày thôi. Mẹ mày. Mày à. Mày kẹt bóng thủ. Mày à. Bắt đầu ơ. Chèn gạch vào. Đang chuẩn bị đánh. Đang chuẩn bị đánh ấy gì à? Nếu như mà trận này thắng thì trận này đánh chung kết. Cô Hà Văn mà nếu chưa chung kết vô cùng sướng. Bây giờ đang tranh vào chung kết. Này, cầm đi. Bà tôi dành cái đâu mà chơi của tôi mọi kiến cho chơi chơi liên bạn được bao nhiêu cô rồi rồi mất luôn đi bên dưới là qua đây mấy mấy hai người về cuối sân con đi tận khuế mà ai chẳng biết chẳng có không thích nói gì điện thoại này lấy về để người ta anh đổi hết pin rồi tao có sẵn iPhone không cái mặt này này. Ê, có mà. Nô, cá linh. Quay hết chị xem với, đang đi làm không được. Cậu hô rồi kìa. Hoàn tốt rồi. Mất. Tìm gần hết đấy. Anh Dương ơi. Nói bị cậu vui à. Lương ơi này. Trợ lý. Tên gì? Tên gì? Tên Hà. Trợ lý Hà. Hai đội đứng vào vị trí luôn nhá. Đứng vào vị trí. Trợ đồn có thằng anh không? Trợ đồn có thằng anh không? Thắng. Có thằng đánh đánh ở hội. Quay cho chị nhá. 8, 7, 9, 10. Anh An ơi, hai đi. Chưa dạng nào rồi. Đang live stream. Anh mạng nên làm này đi. Đi mạng. Kỹ thuật cái đó. Giơ tay nếu còn. Chân lục chân đi để câu hết. Nó phải quay mình. Lù chiến thuật rồi. Đây bự. Quay mấy anh đánh kìa. Đừng quay anh có xấu á. Rồi đẹp trai đi mọi. Hai phải. Xem là cướp. Anh cò ra trước mặt màn hình nghe. Sếp ơi. Đấy nghe đâu sếp ơi. Chú Quân. Con con. Y nè. Y. Dạ, có cất đấy.
đây cái hàn cho cháu mắt. Thật. Cháu nói em muốn chiếm. Bói à. Rồi. Dương phần lên. Dương. Thầy à? Thầy. Thầy mà. Ơi em mà cái đó tao nha. Điểm nghe. 3 điểm rồi. 3 khúc. Còn nắng. Ngồi xuống đây này, ngồi dưới kho đây này. Thế cố lên. Quay về chúng ngươi nhá. Sau này làm quay nha. Quay theo bóng ấy, quay theo bóng ấy. Đi em lông mà mới. Dương à? Tuấn. Mày chọc cái gì? Cái người thôi làm gì kìa. Không chuyển hai sao bắn nữa. Nó đi à? Chào mọi người. 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 Tức về thân về tức dài mình sẽ bắn lắm. Đi qua tức tù. Tức về đua mình sẽ bắn. Chị sẽ bắt máy thôi xong rồi. Hai chấm, hai chấm. Anh chấm hay à, hai chấm nữa. Con đầu đi hạ chốt á. Chị xe một phát phát mày rớt 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 ui em một phát bắt được không thì xe giờ dùng đất luôn xong tơ tí ra mà im thế đùm lại lại đi lại chung kết mấy hát ở đây chung kết thôi giờ hơi lên trong sẵn rồi nó cứ vặn với chiến thuật của mình thôi lót á. Kiểu gì tôi cây bạc rồi đúng không? Tầm mùi đó đầu qua cây bạc đúng không? Nơi tình mang của nó đều xít năm năm một phần đá em đấy sách nước mình tới đó mày đến rồi rồi. Xanh nước. Ai nói em? Quảng Khê cố lên. Bây giờ tinh thần cổ vũ. 27. Tinh thần cổ vũ. 27. Thanh gì đấy? Ờ giải thể thao tỉnh. Ra ra ra. Ờ. Thế mà phi nhất đây tôi là tớ bảo mày hả mang ngon lắm ngon cả tớ này hùa lắm. Ha ngon ngon trường có kế số một ha rồi chị cầm đi đã được sân phạt TV cái đứt dịch hoa mình mới nâng được để nó chiều hạ chiều nhi và chất điện thoại đấy được ok nó chạy đi.
nó nghỉ được phải bị cả bóng kìa. Thôi lỏ lại ra. Như vé lò cơm mất quả cảm ơn PC đấy quay tại tao quay cùng tốc độ lò cơm này thôi năm hàng cốt này rồi đi đến đường vé lò cơm nói đi.
ơi, ha, ha, ha. Anh Xuân Trường cố lên. Anh Xuân Trường là anh nào? Anh Đỗ Tương. Anh Thượng Dương, anh Xuân Trường. Ô, anh Đỗ Tương. Cá đi. Bộc bố giải ba không đánh rồi chị Duyên này. Sức cho sách sau.
Hoàng ơi là Hoàng. Chưa đâu, Quảng Khê đang sách đầu chưa biết được. Đang sách 1. Xin mình quan cả. Quay. Trợ lý của thầy kia. Người vậy. Quảng ơi. Bị nó đen bảy quá rồi, không cần gì nữa. Em không châm lửa nhưng mà bọn nó có châm lửa. Ví dụ hiến bất kỳ đường. Chưa còn đấy. Tôi đi vào trong. Tôi biết Hoàng. Một tên Hoàng đi vào đây. Hoàng Khê cố lên. Em đi Nguyễn là ai? Yêu là ai? Ông thầy phản kinh quá. Ta cũng câu nhận gì ạ? Ê, quay thế này mới rõ à? Hoàng Khê! Cố lên! Hoàng Khê! Cố lên! Hoàng Khê! Em đấy khẩu chung kết phải có thêm một đích cơ. Quảng Khê thua đi. Quảng Khê thua đi. Đám người của cháu ạ. Quá độ đấy. Cô to lên nhá. Vâng. Thầy tay của thầy hứa tay thầy. Thầy ơi. Thầy dịch ra một gì. Một sáng thầy trên chiếm hắn. Thầy ơi. Ông ơi ông ơi. Mưa. Hàng ơi dịch xuống hàng ơi. Việt Nam rồi, U23 Việt Nam đá bóng dưới Tết thì đội này đánh bóng dưới mưa. Dạ. Hai chị em cái gì, chị Phương mày đây. Đúng không?
đâu mà nó chết nhiều quá. Ừ, tao thấy bọn nó hơi yếu đuối một tí. Vừa tao lại bên kia yếu quá mẹ, bên kia cùi quá. Chán đập được vào nào ấy. Ra ra. Đấy, đi trước. Này này này, đừng chơi, đừng chơi. Hay là đi ra bên kia không có người kìa. Không thấy. Ở bên kia. Đấy, cái này đúng rồi. Đi hết đi. Đây, ngồi xuống. Còn khê vô địch. Thấy được chưa? Vừa lại ngồi đây là Quảng Khê vô địch. Đấy. Quảng Khê. Cố lên. Quảng Khê. Cố lên. Đầm ở bên này. Đầm ở bên này. Giúp qua bên tao này xong rồi. Đầm mày ơi. Ra đây này. Em vào đây này, em vào đây này. Em ở đâu? Đánh ở nhà thi đấu Bắc Cạn đi cô ơi. Đi vào đây anh cần. Che người đằng sau rồi. Có em gái. Cao hơn em mà. Em thì che ai được đấy. Đều đều đều. Làm nhanh cái cơ gì đấy. Lên rồi bè. Đánh đánh huấn luyện viên bắt đầu. Quá học. Lên. Bạn vâng cô, đội cho ba đi thi. Chị nào vừa nói Quảng Khê vẫn không ai trả lời luôn.
Lại lại lại. Quảng Khê thắng 1 set, bây giờ set 2 là 9-10, đội mình 9, đội bên kia 10. Oh!
Cái áo tao ướt vắt vào được một chồng nước rồi. Nhìn đi mua một cái ô đi. Ôi nào nào nào. Sân trường, sân trường. Đang quay quay mẹ cái răng đang dính hành nó đi. Không tí đi. Mình là 14. Điểm này mình thua à? Chưa thua đâu. Chưa thua đâu cô. Chưa biết được. Hoàng Kê! Cố lên! Hoàng Kê!